Xin kính chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão, ngày rằm. Thì gia đình mình đang đi chùa Kinh Tư. Trước mặt các bạn là không gian phía trước của chùa, cũng khá là nhiều cô bác đang chuẩn bị. Thì ở đây cô bác đang nấu cháo. Rất là nhiều bà con cô bác đến viếng chùa Kinh Tư nha cả nhà. Hôm nay là ngày 14, ngày mai là ngày 15 tháng 7. Ở bên phải bước vào chùa, bên tay phải là nhà ăn nha quý cô bác. Nhà ăn rất là rộng lớn, và ở phía trước mặt của chúng ta là các ngôi thờ cúng. Cứ vào trong mình cúng bái lễ. Ở phía bên tay trái là cái không gian riêng nữa.